chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1. Ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 9, Unit 9. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 42 và trang sách số 43 để chúng ta có thể bắt đầu với Lesson 1 các con nha. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, Listen, Point and Repeat, Color. This is the letter I. The letter I makes the I sound. Ink. Igloo. Iguana. Ba từ mới mà chúng ta học ngày hôm nay, đầu tiên ở đây là một cái vết mực. Và mực, mực viết, mực mà chúng ta viết á. Và mực ở trong tiếng Anh được đọc là ink. Ink. Rồi, tiếp theo ở đây là một cái nhà tuyết hoặc là một cái lều tuyết. Cái này thì chỉ có ở những xứ lạnh á. Vào mùa đông thì họ sẽ dùng tuyết để họ xây lên cái này và họ trú đông ở trong đó. Thì cái đó gọi là nhà tuyết hoặc là lều tuyết các con nha. Thì lều tuyết ở trong tiếng Anh được đọc là igloo. 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 Rồi, và cuối cùng ở đây là một con cự đà. Con cự đà ở trong tiếng Anh được đọc là iguana. Iguana. Rồi, bây giờ chúng ta listen, point and repeat. I. 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 Ink. 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 Igloo. 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 Iguana. 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 Bây giờ chúng ta đến phần now color. Phần này thì các con tự làm các con nha. Tự tô màu ha. Bây giờ chúng ta đến phần look and listen. Các con hãy chuẩn bị giấy bút để chúng ta viết theo các con ha. I. I. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy có nhân vật, đó là đầu tiên là một bạn nhỏ ở bên này có vẻ rất là ngạc nhiên nè, và ngạc nhiên và thảng thốt. Và ở dưới này thì chúng ta có ink, là một cái hũ mực bị rơi vãi, và bên cạnh này là có một cái bức tranh, trong đó là một cái lều tuyết. Bên này là một chú cự đà, và có vẻ như là cái hũ mực này bị làm rơi, có thể là chú cự đà làm rơi, và sau đó chú cự đà dính vào chi của mình và dính khắp nơi trên tường, trên bức tranh khắp nơi. Thì cô bé này chạy vào, cô bé này có vẻ ngạc nhiên và thảng thốt khi phát hiện cảnh tượng đó. Bây giờ chúng ta xem thử là cô bé nói gì các con nha. Oh no, my ink. Ôi không, mực của tôi. Oh no, my ink. Oh no, my igloo. Ôi không, cái lều tuyết của tôi. Oh no, my igloo. Oh no, my iguana. Ôi không, con cự đà của tôi. Oh no, my iguana. Bây giờ chúng ta listen and point các con nha. Oh no, my ink. Oh no, my ink. Oh no, my igloo. Oh no, my igloo. Oh no, my iguana. Oh no, my iguana. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, now choose. Phần này thì các con làm rất là nhiều lần rồi nên cô Bella sẽ không giải thích nữa nha. Các con chỉ cần nhìn hình bên này và chọn sao cho nó đúng với những cái hình A and B, nó cùng màu với bên này là được ha. Chúng ta bắt đầu với phần 1 nha. A hay là B, các con chọn A hay B nè. A, đúng không?
Tiếp theo chúng ta sẽ chọn B. Và cuối cùng là chúng ta chọn A. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, chant and show. Phần này của Bella tin chắc là một trong những phần mà các con thích đúng không nè? Nên các con hãy đứng lên và nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con nha. E, ink. E, e, e. Ink. Ink. E, e. Igloo, e, e, e. Igloo, igloo, e, e, e. E, iguana, e, e, e. Iguana, iguana, e, e, e. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ tiếp tục với lại Lesson 2. Và Lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 44 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 44 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với 4. Listen, read along. Here is my ink. Đây là hũ mực của tôi. Here is my igloo. Đây là cái lều tuyết của tôi. Here is my iguana. Đây là con cự đà của tôi. Here is my ink in my igloo with my iguana. Đây là mực của tôi, nó ở trong cái lều tuyết của tôi với lại con cự đà của tôi. Có nghĩa là ở trong cái lều tuyết có một con cự đà ở bên cạnh cái hũ mực. Bây giờ chúng ta listen và read along các con nha. Here is my ink. Here is my igloo. Here is my iguana. Here is my ink in my igloo with my iguana. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 5, song. Các con hãy sẵn sàng để chúng ta có thể hát theo bài hát các con nha. Here is my igloo, here is my ink. Here is my iguana with my ink. My iguana with my ink. Here is my igloo, here is my ink. Here is my igloo, here is my ink. Here is my iguana with my ink. My iguana with my ink. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng trong Unit 9, đó là Lesson 3. Và Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 45 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 45 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Say the sounds. Có nghĩa là các con hãy đọc âm của những chữ cái này. Chúng ta bắt đầu các con ha. A. 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 E. E. Rồi, sau khi chúng ta đã đọc âm rồi thì chúng ta sẽ đến phần tô màu. Now color the right pictures. Có nghĩa là ứng với âm này thì chúng ta sẽ tô màu vào những cái hình nào và nó có cái âm bắt đầu bằng âm này các con ha. Chúng ta bắt đầu nha. A. À. A. À.
A. Apple. Egg. Igloo. Rồi bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng của lesson 3, đó là phần 7. Listen, point and repeat. Color the pictures of the words that start with the e sound. Say the e words. Các con thấy ở đây không? Ở đây là một cái loại côn trùng. Thì côn trùng ở trong tiếng Anh được đọc là insect. Insect. Các con đọc theo nha. Insect. 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 Igloo. Iguana. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha. Ink. Ink. Igloo. Igloo. Iguana. Iguana. Insect. Insect. Dragon. Hen. Igloo. Apple. Alligator. Hippo. Insect. Clock. Ball. Egg. Ball. Hippo. Apple. Clock. Igloo. Insect. Hen. Dragon. Hat. Egg. Alligator.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 9 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Paula trong bài học ngày hôm nay. Cô Paula chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật thật là giỏi và nghe lời ba mẹ, ông bà nha. Hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau ha. Tạm biệt các con. Bye bye.